Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một số dòng xe Vinner V3 Exciter 155, đầy đủ tất cả các phiên bản luôn. Để đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có ông Liếng sẽ hỗ trợ giới thiệu không? Mời Liếng ạ. Hello cả nhà nha. Hôm nay Liếng sẽ review cho cả nhà về giá xe của dòng xe Lincoln ha. Bao gồm các dòng xe là giá trên 30 triệu cũng có mà trên 40 triệu cũng có ha. Mọi người khi mua xe thì có liên hệ trước số điện thoại hoặc là Zalo 0905299064 của em Liếng thì được hỗ trợ 2 triệu tiền thân xe này, hỗ trợ một combo và tặng trị giá 3 triệu đồng đó để kèm nha. Thì kèm bên trong đây là các mẫu xe Winner này và mẫu xe Exciter 155 nha. Đây Winner màu đen bóng này, một màu vừa mới về tại cửa hàng luôn ha. Liếng quay cho cả nhà luôn. Hiện tại thì Winner có đầy đủ màu phiên bản CBS, có màu đen bóng này, màu đỏ bóng và màu trắng bóng rồi nha. Đó là ba màu của phiên bản CBS. Đang có mức giá là 33.900 và trả trước cho Liếng duy nhất là 4 triệu đồng thôi, 4-5 triệu là đã có thể lên hồ sơ rồi nha. Đối với những em xe này thì mọi người có liên hệ trước đó, sẽ được giảm 2 triệu, còn có 31.900 thôi nha. Ok. Tiếp tới là về bản là ABS này. ABS thì nó có rất nhiều màu nha cả nhà. Có màu bạc này, bạc ABS rất là đẹp luôn. Màu này có rất nhiều bạn hỏi là màu này hình như bỏ mẫu rồi đúng không em? Để đúng rồi, mẫu này rất hiếm luôn anh. Tại vì đây để xanh đó là em này rất hiếm luôn. Nên là thứ nhất là có thể khả năng cao là giá em sẽ tăng lên thêm so với những em còn lại là mấy triệu đồng của em đó cả nhà. Nhưng mà hiện tại thì giá thành vẫn đang là rất là bình ổn luôn, nên là tranh thủ mua trong thời điểm hiện tại ha. Thì ngoài màu bạc ra có màu đỏ rồi, đỏ nhám này, màu đỏ nhám, màu đen nhám nữa, với lại màu đỏ HRC là màu đỏ thể thao cả nhà. Đó là tổng hợp những phiên bản ABS của dòng xe Winner ha. Hiện tại thì ABS cửa hàng Liếng đang hỗ trợ với mức giá là 35.900 nha. Liên hệ trước thì được giảm 2 triệu và có 33.900 thôi ha. Đối với dòng xe Winner CBS và ABS cũng chỉ cần trả trước cho Liếng duy nhất là 4 triệu đến 5 triệu đồng thôi ha. Tiếp tới là về mẫu Exciter 155 này, có rất nhiều màu nha cả nhà. Nay thì lướt sơ qua cho cả nhà về những em xe màu zin thôi. Còn muốn biết cụ thể chi tiết hơn thì liên hệ trực tiếp qua Zalo cho Liếng để hỗ trợ tư vấn miễn phí cũng như là hỗ trợ báo giá cho cả nhà ha. Đây em xe màu vàng này, màu đen nhám. Bạn giới hạn. Màu đỏ nhám rất là nhiều màu đẹp luôn ha. Đây có em xe màu xanh quân đội này và màu cam nhám này, hai màu rất là đẹp luôn, bản 2022 và 2023 ha. Hiện tại thì đối với bản chỉ khóa thường thì cửa hàng Liếng đang bán với mức giá là 42.900, còn bản khóa Smart Key thì cửa hàng đang bán với mức giá là 44.900 ha. Đối với những dòng xe này thì trả trước cho Liếng duy nhất là 5 triệu đồng là đã có thể lên hồ sơ rồi. Nhanh tay liên hệ trực tiếp qua Zalo để hỗ trợ ha. Giới hạn luôn, giới hạn cũng tương tự. Dạ đúng rồi, giới hạn thì chỉ có mức giá là 45.900 thôi. Có rất nhiều màu cho cả nhà. Đây thì đại diện một vài màu quay cho cả nhà thôi. Đó. Đó. Màu thì nhiều lắm. Rồi. Thì ở đây thì mình quay sơ sơ thôi, tại vì anh em bảo là mình sao mình quay kỹ. Thực tế là sim mới nhiều lúc chả biết quay kỹ là quay cái gì. Anh em nào mà cần cái màu nào á thì chịu khó mình nhắn tin qua Zalo cho ông Liếng, số điện thoại thì mình để trực tiếp bên trên á để mà Liếng tư vấn. Ví dụ như anh em xem không có clip này không thấy màu trắng đi, anh em nói là cần mua Exciter 155 màu trắng, nhắn vào Zalo cái là Liếng sẽ chụp hình cái con nó gửi liền cho anh chị và bạn ha, rồi báo giá chi tiết ha. Rồi mọi người xem thì nhớ like cho xí ha. Xin chào và hẹn gặp lại ha.